Ok, chào tất cả mọi người. Vẫn là tôi đây, Thái Dối. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với An Khang Computer. Và hôm nay thì tôi không mang đến cho các bạn laptop, không mang đến cho các bạn PC, cũng chẳng mang đến cho các bạn những bộ loa để cắm vào máy tính nữa, mà tôi mang đến cho các bạn những công cụ mà chúng ta có thể đưa nhau đi trốn một cách thoải mái hơn. Đó chính là bộ sản phẩm loa Bluetooth của Ultimate Ear. Và trên bàn đang là hai sản phẩm trong số bộ sản phẩm của Ultimate Ear ra vào hồi tháng 10 năm ngoái, nhưng bây giờ thì tôi mới được có cơ hội mang về đây để có thể trải nghiệm. Thì đây là Wonderboom, còn đây là Boom 2. Nhìn chung thì về mặt tính chất của loa và những cái công nghệ được tích hợp của cả hai em bé này thì đều tương tự như nhau, chỉ có khác nhau về mặt giá tiền. Và cái giá tiền nó khác thì chất âm cũng như là cái cách thiết kế nó khác. Nói chung thì em Wonderboom này là một em nhỏ nhưng có võ, bé nhưng mà mồm rất to. Khi mà tôi đã được thử test ở trong cái phòng khoảng 15-20 mét này thì bật lên và điều bất ngờ nhất đối với tôi đó là cái chất âm quá to của Wonderboom 2. Xin lỗi các bạn, đó là Wonderboom, đây mới là Boom 2 này. Và điểm một chút về mặt thiết kế thì cả hai em loa này đều cầm một cách rất là chắc tay và có rất nhiều phiên bản màu cho các bạn lựa chọn. Và khi mà gõ vào thì các bạn cảm thấy nó là một cái chất liệu dày và chắc chắn. Nó không có cái độ như các cái loa rẻ tiền các bạn mua về gõ vào nó thường là cảm thấy nó rỗng và cầm thì nó không được chắc cho lắm. Nhưng mà tôi đảm bảo với các bạn là Wonderboom cầm rất chắc tay, và kể cả Boom 2 nữa. Ở phía bên trên thì chúng ta được trang bị nút nguồn và một nút để tắt bật Bluetooth. Ở bên này cũng vậy, cả hai đều được trang bị nút nguồn và nút tắt bật Bluetooth. Ở phía trước thì đều có hai nút để tăng giảm âm lượng cực kỳ to, tôi nhấn mạnh là cực kỳ to so với cái thiết kế này, nhìn cảm giác như kiểu giống như một cái cây thánh giá. Và tôi khá là thích cái thiết kế của Boom 2 này, khi mà thiết kế là một hình trụ dài, mà thường thì tôi giống các bạn nữ thích dài hay là thích to, còn Boom thì nó chỉ to thôi, nó không dài đó. Và các bạn có thể nhìn là cái giải màu được làm một cách rất là hợp lý và thiết kế nhìn rất là sang trọng, cầm chắc tay, sướng. Còn con này thì to quá, mặc dù tay tôi cũng to rồi nhưng mà tôi vẫn thích cầm con này hơn. Thì dĩ nhiên là cái giá tiền con này cũng đã cao hơn rồi. Và hãy cùng đi thử xem là cái chất âm và hai em loa này được trang bị những cái gì đặc biệt nhé. Ok, và còn một điểm nữa mà tôi xích quên nữa chưa nói, đó là về thiết kế về mặt vỏ hộp của cả hai em loa này thì đúng là tiền nào của đấy. Em đắt hơn thì được ở trong một cái hộp rất là to, một ngôi nhà rất là rộng, với một cái thiết kế đẹp, cũng là một hình trụ hình tròn mà nhìn rất là to và ngố. Nhưng mà em Wonderboom này thì ở trong một ngôi nhà rất là khiêm tốn thôi. Và còn một đặc điểm nữa mà khiến cho Boom 2 trở nên đắt hơn, và tại sao lại đắt hơn thì là đây. Toàn bộ rất nhiều linh kiện được cung cấp cho Boom 2 và rất nhiều các chân để cắm vào các cái loại lỗ khác nhau. Nói chung là Boom 2 là một em loa khá là dễ dãi khi mà sở hữu cho mình khả năng cắm vào được rất nhiều lỗ. Còn Ultimate thì chỉ được cung cấp đúng cái này. Đây, tôi có thể lấy luôn ra cho các bạn xem. Tôi tốn thời gian làm gì. Đây, một cái hộp thiết kế cũng đẹp đấy chứ. Khi bỏ ra các bạn nhìn thấy một cái hộp thiết kế cực kỳ đẹp. Đây, rất lịch sự và trang nhã. Đó là một cái túi khá là nhỏ để chứa. Và cái dây này thì là dây dẹt để chống rối. Thì rất là thông minh đến từ Ultimate Ear. Cất lại đây được. Nào, và bây giờ chúng ta sẽ đi đến phần chất âm của hai em loa này, sẽ có cái gì đặc biệt. Vâng, và về mặt chất âm thì Ultimate Ear Wonderboom là một thiết kế để có thể phát nhạc được âm thanh 360 độ, nghĩa là khi các bạn đặt ở giữa phòng thì nó sẽ phát âm thanh ra tất cả mọi nơi ở căn phòng, cho một chất âm sắc nét kèm theo âm bass siêu trầm và mạnh mẽ và chống nước hoàn toàn, nổi như phao theo tiêu chuẩn IPX7. Các bạn có thể mang đi tắm, mang đi bơi hay cái gì đấy, vứt luôn xuống bể bơi và bơi cùng cũng được. Chơi nhạc hoặc ngừng nhạc, chuyển bài nhạc khác chỉ bằng một cách là ấn một nút rất dễ dàng ở trên đỉnh của loa mà thôi. Và chưa kể đến đó là một thiết kế rất là trẻ trung và có rất nhiều màu để cho các bạn lựa chọn. Với một em loa với một cái giá thành cũng không phải là quá cao như này, và là một bộ loa Bluetooth không dây, sạc 2,5 tiếng nhưng dùng liên tục đến 10 giờ ở một cái mức độ âm lượng trung bình. Và tôi nói luôn là với mức độ âm lượng trung bình thôi, các bạn cũng có thể bắt tay với em loa Ultimate Ear này. Và chuyển sang tiếp đến với em loa Boom 2, Ultimate Boom 2, thì dĩ nhiên là tiền nào của đấy, khi mà Ultimate Boom 2 đắt hơn và sẽ chắc chắn là sẽ mang lại một cái chất âm tốt hơn rất nhiều.
nhưng mà đặc điểm chung thì có lẽ vẫn là như vậy, vẫn là âm thanh tỏa ra 360 độ, và tất nhiên là đắt hơn thì sẽ không thể nào kém được với đàn em của mình, là nó vẫn có thể chống nước, vẫn có thể vứt xuống bể bơi và mang đi khắp nơi, và chống bụi nữa, các bạn có thể mang đi phượt, mang đi dã ngoại, đi chơi với các bạn mà không phải quá lo lắng gì cả. Và dĩ nhiên là cũng có rất nhiều phiên bản và rất nhiều màu, nhưng mà tôi đánh giá cao cái thiết kế của Boom 2 này hơn khi mà nhìn rất sang trọng và cầm rất chắc tay. Boom 2 thì chỉ nặng có 548 gram mà thôi. Và thời gian phát nhạc của Boom 2 lên đến 15 giờ sau 2,5 giờ sạc. Một thời gian phát nhạc rất ấn tượng. Cường độ âm thanh của Boom 2 cũng rất lớn, lên đến tận 90 decibel. Vấn đề đặc biệt hơn nữa của Boom 2 đó là việc chuyển đổi bài hát Power và Play chỉ bằng cảm ứng ở trên phần đỉnh của loa, nghĩa là không giống như là Wonder Boom. Thì Boom 2 các bạn có thể đập nhẹ nhàng lên đỉnh loa và các bạn có thể chuyển nhạc, bạn có thể Power hay là Next nhạc tùy muốn. Dĩ nhiên là có một cái đặc điểm tôi không thích, đó là các bạn không thể bách về cái bài nhạc trước đấy bạn muốn. Nhưng mà đó vẫn là một cái tính năng rất đáng lưu ý đến từ Boom 2. Thêm một vấn đề nữa đến từ cả Boom 2 lẫn Ultimate Boom, đó là các bạn có thể kết nối được với hai loa cùng một lúc và có thể phát nhạc ở hai loa. Khi mà với một loa thôi âm lượng đã tốt đến mức độ như vậy rồi, khi các bạn kết nối hai loa thì các bạn có thể tưởng tượng được với một bữa tiệc mà 10 người hay thậm chí 20 hay 30 người đi nữa, thì với hai loa này thôi các bạn sẽ có thể đủ để phát nhạc cho cả một nhóm quẩy một cách rất thoải mái. Thêm vào đó tất cả những gì trải nghiệm mà Boom 2 và Wonder Boom đã mang lại cho cá nhân tôi. Và Wonder Boom thì em út đang được bán với mức giá là 1.990.000 tại trang web của Anh Khang. Còn Boom 2 theo tôi đánh giá với cái mức giá là 3.990.000 thì cũng không phải là một mức giá nó là nhỏ nữa, cũng không phải là quá đắt. Nhưng mà để sở hữu một tuyệt phẩm như Boom 2 này thì tôi nghĩ với một cái giá là 3.990.000 không phải là một cái mức giá mà quá đắt. Nên là hãy mạnh dạn đến với chúng tôi và đầu tư một phần đất của mình vào đây. Sau đó, hẹn gặp lại các bạn tại những video lần sau của bạn cả. Nhớ like và subscribe nhé.